Bị cáo Dương Tấn Trước, chị Lan nói trả 1.000 tỷ đồng nhưng đến giờ vẫn chưa trả. Thưa quý vị, Dương Tấn Trước khai bà Lan nói bị cáo vay 3.500 tỷ đồng của SCB, đưa cho bà 1.000 tỷ đồng rồi bà sẽ trả lại nhưng đến giờ này vẫn chưa thực hiện. Sau 2 ngày làm thủ tục, hội đồng xét xử đã kết thúc ngày thẩm vấn đầu tiên đối với 56 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng, hàng loạt khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí ở lại trại giam theo sự đồng ý của tòa để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chưa được thẩm vấn, nhắc nợ Trương Mỹ Lan ngay tại tòa. Cũng giống như nhiều bị cáo khác, Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, thừa nhận các cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Ông cũng thừa nhận những gì các bị cáo khác khai về vai trò của bị cáo Lan là đúng. Theo cáo trạng, Trước được bà Lan là Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc SCB thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến tại phường Bình Thạnh A, quận 2, hiện là thành phố Thủ Đức, Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Trước không phải trả tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB với tổng số tiền 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho SCB. Để hợp thức hóa hồ sơ khoản vay nêu trên, Trước đã chỉ đạo nhân viên công ty Tường Việt liên hệ với SCB thực hiện phương án vay vốn và thành lập công ty Thuận Tiến, công ty Khánh Minh để đáp ứng tên hồ sơ. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, SCB đã ký thỏa thuận cho hai công ty nêu trên vay, lần lượt và giải ngân 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng. Mục đích vay để thực hiện hồ sơ là bổ sung vay vốn nhận chuyển nhượng, phần góp vốn trong công ty SCB sở hữu dự án Thanh Yến. Tài sản đảm bảo là hơn 7.000 mét vuông đất và tài sản gắn liền với đất của dự án. Song sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm tập đoàn Vạn Thịnh Phát để bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân. Cáo trạng cũng đã chỉ ra Trước giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 4.750 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại 605 tỷ đồng lãi phát sinh. Tại tòa, bị cáo Trước khai, bà Lan nói vay 3.500 tỷ đồng của SCB, đưa cho bà là 1.000 tỷ đồng. Chị Lan nói đưa cho chị 1.000 tỷ đồng, rồi bà Lan sẽ trả lại nhưng đến giờ này vẫn chưa trả, bị cáo nói. Trả lời trước hội đồng xét xử về nhận thức của bị cáo khi tin tưởng bà Trương Mỹ Lan, Trước nói quá trình làm ăn biết bà Lan rất uy tín, có tên tuổi, lại có nhiều dự án bất động sản nên bị cáo muốn làm đối tác với chị Lan. Để lấy lòng chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trước từng nhiều lần dùng pháp nhân của các công ty của mình để vay tiền SCB, ứng trước cho bị cáo Lan, nhận lại lời hứa sẽ trả từ bà Lan. Về việc được bà Lan hứa thưởng 1.500 tỷ đồng, Trước lý giải lý do mình đã tư vấn pháp lý xin cấp phép giấy phép xây dựng siêu thị dự án Mũi Né Đèn Đỏ, Sài Gòn Bình An. Để thực hiện điều này, bà Lan đã chỉ đạo bị cáo làm hồ sơ cho công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cũng xác định, để hợp thức hóa hồ sơ vay nêu trên, Trước đã chỉ đạo nhân viên lập hồ phương án hợp thức hóa mua bán khống giữa các công ty trong nhóm Tường Việt. SCB cũng đã giải ngân 18 lần, tổng số tiền 1.498 tỷ đồng. Đây thực chất đã rút tiền từ SCB để bà Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước. Có sợ chị Lan không trả hay không? Hội đồng xét xử hỏi. Trong suy nghĩ của bị cáo, nếu chị Lan không trả thì mình sẽ trả, bị cáo Trước đáp. Về thiệt hại, ông Trước cũng cho biết đến nay bị cáo cũng đã khắc phục xong, tin tưởng bà Trương Mỹ Lan tuyệt đối. Một số bị cáo bị truy tố với khung hình phạt cao nhất trong vụ án lên tới tử hình, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, cũng khai thực hiện hành vi vi phạm vì tin tưởng bị cáo Trương Mỹ Lan. Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB, đã ký hợp thức hóa hồ sơ 638 khoản vay, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 192.434 tỷ đồng của SCB. Văn nói bản thân bị cáo tin tưởng tài năng của bà Trương Mỹ Lan có thể phát triển doanh nghiệp, giúp sức SCB vượt qua khủng hoảng thời điểm tái cơ cấu. Do đó, khi có các khoản vay liên quan tới dự án bất động sản là tài sản đảm bảo có giá trị lớn của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát nên bị cáo cũng đã ký duyệt. Lý giải căn cứ và tin tưởng bà Trương Mỹ Lan có thể giúp SCB vượt qua khủng hoảng, Văn cũng nói vì bà Trương Mỹ Lan rất quan tâm lãnh đạo cấp dưới tại SCB, bị cáo cũng nhìn vào chiến lược và vị chủ tịch này có niềm tin. Cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào cô ruột là Trương Mỹ Lan. Trương Ngợi Vân cũng khai được bà Lan nuôi dưỡng, yêu thương từ nhỏ nên Vân xem bà Lan như là mẹ. Cô cho ăn học, cô cho làm việc tại tập đoàn nên bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô. Vân cũng nói và cho biết đó là lý do vì sao bà Lan đã chỉ đạo Vân làm việc theo mà không dám cãi lại.
Trương Huệ Vân cũng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cấp dưới sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động tạo lập tại 125 khoản vay để rút khống số tiền khỏi SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2002, 125 khoản vay này còn dư nợ 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc Vân giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của ngân hàng SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Nhiều bị cáo nhận tội cũng nói chỉ làm công ăn lương. Hội đồng xét xử cũng đã thẩm vấn nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên của SCB đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút tiền trái phép từ ngân hàng SCB. Hàng loạt lãnh đạo của công ty được bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên và vay tiền tại SCB. Tất cả các bị cáo đều được nhận hành vi sai phạm cũng như cáo trạng đã nêu. Họ cũng cho rằng bản thân chỉ làm công lương, không hưởng lợi hay được chê trách gì từ bà Lan, nên mong hội đồng xét xử xem xét, đồng ý khắc phục một phần hậu quả đã gây ra. Một số bị cáo cũng đã khai, đã chủ động xin nghỉ việc khi nhận ra hành vi, ký hợp thức hóa các khoản vay vay khống cho bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát vi phạm pháp luật. Lý giải với hội đồng xét xử, nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên SCB cho rằng lúc đó SCB tái cơ cấu, việc hợp nhất ba ngân hàng là chưa có tiền lệ. Trong nhận thức của họ, đó là không để muốn ngân hàng sụp đổ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 318 bị can liên quan tới sai phạm tại đăng kiểm. Thưa quý vị, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 63 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm và các doanh nghiệp thi công cải tạo xe tại nhiều tỉnh thành phố. Đại diện phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 63 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm và các doanh nghiệp. Đây là các trung tâm doanh nghiệp thi công cải tạo xe trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Vừa khởi tố và lệnh bắt các bị can nói trên nhằm tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các lệnh và quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn thi hành. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 318 bị can liên quan tới các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm như kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, hoán cải phương tiện, hạt sách và đào tạo lái xe với 11 tội danh, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản, giả mạo trong công tác, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc là phương tiện điện tử của người khác. Cơ quan chức năng từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ một lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, hiệu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời báo cho công an, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, điển hình như miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu, giãn cách chu kỳ đăng kiểm, phân cách gắn với các kiểm tra chặt chẽ hoạt động đăng kiểm cho các địa phương. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.